Thì cái sinh thiết hạch cửa là một cái thành tựu của tiến bộ rất là quan trọng trong phẫu thuật ung thư vú. Thì cái việc sinh thiết hạch cửa mà cho kết quả âm tính thì có nghĩa là cái khả năng rất cao là của chị chưa có di căn hạch nách. Thế và khi mà chưa có di căn hạch nách thì chúng ta không cần phải nạo vét toàn bộ hạch nách. Đấy. Thì không cần nạo vét toàn bộ hạch nách thì sẽ đỡ cho chị các cái biến chứng mà phẫu thuật nạo vét hạch nách có thể mang lại. Thí dụ như là cái phù bạch huyết. Đấy. Hoặc là thí dụ như là các cái biến chứng như là căng đau, sơ bì cái vùng nách. Thì đấy là cũng đỡ cho chị rất nhiều. Thế trong khi mình vẫn đảm bảo an toàn trong phẫu thuật mà lại đỡ được các cái biến chứng thì đấy là một cái tiến bộ rất là tốt. À, thì cái sinh thiết hạch cửa của chị cho cái kết quả âm tính là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Thế và ở đây thì của chị là cái giai đoạn 1 và cái phân nhóm cũng rất là thuận lợi. Nên thì chúng tôi cũng rất tin tưởng là kết quả của chị sau điều trị tới đây nữa cũng sẽ rất là thuận lợi. Thế về vấn đề thứ ba là vấn đề